Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV của mình. Ở clip ngày hôm nay thì không phải clip bán điện thoại mà clip coi như là hôm nay mình nhận được trên tay mình đây là mình vừa nhận được chiếc Oppo A37 xong. Tình trạng là cắm sạc thì vẫn lên nguồn các bạn nhé. Thì con này mình vừa mới nhận được của khách xong, tình trạng là cắm sạc thì vẫn lên nguồn bình thường. Thì cái con này thì mình khách phải có là báo cho bên mình là có gửi cho bên mình là để xử lý lại nhé. Nhưng mà tình trạng thì mình cũng kiểm tra sơ qua bên ngoài thì máy thì vẫn lên nguồn và tình trạng là bị hỏng mất khách nguồn nhé các bạn nhé. Đây nó nguồn hỏng cả cái bên trong này, cái bấm bên trong và cái nút nhựa bên ngoài. Thì ở clip này ngày hôm nay thì mình sẽ quay quá trình chi tiết quá trình thay thế nút nút nguồn chiếc Oppo A37 này cho các bạn xem nhé. Thì các bạn mình đầu tiên mình sẽ chuẩn bị là một cái nút nguồn này, nút nguồn nhựa bên ngoài này. Và thứ hai là các bạn chuẩn bị cho mình là một cái cáp, đây là cũng là cáp nguồn này, cái này cáp bên trong nhé các bạn nhé. Đấy, để mà thay một cái đấy thì cái ở bên bình thường là chỉ hỏng cái bên ngoài thôi thì các bạn thay cái bên ngoài là được, nhưng mà cái máy này nó đang hỏng cả cái này bên trong thì mình phải bắt buộc phải thay cả bên trong nhá. Và bây giờ thì mình sẽ làm clip cũng như là quay lại quá trình thay thế cho các bạn xem nhá. Thì các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Đấy, các bạn nào có thể là đam mê công nghệ, có thể là cái máy của mình hỏng, các bạn có thể là mua linh kiện về tự vọc vạch và tự thay thế nhé các bạn nhé. Đây thì có rất là nhiều loại ốc, ở đây thì nó cũng có là vài loại ốc, nhưng còn máy này thì máy này đấy, ốc nguyên zin chữ bản. Và đây thì các bạn chỉ cần chuẩn bị mình là một tô vít bốn cạnh thôi nhé, và một cái banh nhé, thì để làm dễ hơn thì mình sẽ vặn cái ốc ra. Các cái dàn ốc này nó sẽ là ngắn hơn nhé, ốc này nó sẽ ngắn hơn. Và các bạn để ý, các bạn mà làm lần đầu mà mình chưa dành thì các bạn có thể để ốc từng địa điểm, các bạn vẽ ra cái hình điện thoại đây xong rồi để ốc ra để tránh hợp và lẫn đấy. Ốc chỗ nào các bạn đánh dấu từng lỗ ốc ra, các bạn vẽ và đánh dấu từng lỗ ốc ra, thì vẽ ra một tờ giấy ấy, các bạn đánh dấu từng lỗ ốc ra rất cực kỳ là dễ nhé. Tại vì mình làm quen rồi, đâm là mình cũng không phải cần thiết cho lắm. Hoặc các bạn có thể để theo hàng dọc được, thì lúc lấy đi lấy lại là dễ. Đấy, xếp theo hình hàng dọc. Hoặc các bạn xếp cũng như mình này, thì các bạn sẽ dễ lấy hơn. Vì ở đây nó cũng có mấy loại ốc mà. Nói chung là mình làm cẩn thận thì các bạn có thể là dễ nhé. Đấy, các bạn cứ để theo hàng thì tự theo hàng. Sao các bạn chỉ phải vặn vào là rất đơn giản. Mình sẽ để theo hàng để cho các bạn làm theo cho quen. Thì còn mình cũng không lạ làm gì các cái ốc này cả. Này các bạn cứ để theo hàng như mình. Tí nữa các bạn vào xếp theo cái hình điện thoại các bạn vào làm thì rất là nhé. Mấy ốc này nó tương đương nhau mà. Đấy, như vậy là chỉ ít phút thôi, mình đã tháo hết cái phần ốc ra cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn để xếp hình như này thì các bạn nhẽ nhặt vào dễ. Đấy, các bạn mới làm được đầu tiên thôi, còn mình làm quen thì mình có thể vứt linh tinh được nhá. Và như này thì mình đã tháo hết ra rồi nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là móc cái này ra, cạnh này ra thì các bạn có thể đẹp cạnh từ trên xuống dưới hoặc là từ dưới lên được. Các bạn có thể lách từ trên xuống dưới này. Đấy. Như vậy thì đã, các bạn đã nhấc cái nắp ra rồi nhá. Đây. Đây, các bạn mình đã nhấc thành công chiếc nắp này ra rồi nhá. Đấy. Đấy, nắp này đó. Cái nắp bảo vệ pin, main, màn này. À pin này, main và loa nhá. Đấy,
Ở đây thì là đây là phần bo pin này, ở đây là phần loa chân sạc và đây là phần main các bạn nhé. Và bên này nút volume này và bên này nút nguồn nhé. Thì cái này thì bắt buộc mình phải tháo cả main các bạn nhé. Mình sẽ tháo cái main các bạn có thể nhấc chân pin ra này. Đây chân pin này. Bao tiền chị? Giá? Không tiền. Không tiền. Mấy người? Cái gì phải kêu chứ, đòi ăn phải kêu. Đây à? Đấy, em xin nhé. Đấy thì mình sẽ cạy, mình sẽ nhấc con connect ra này. Còn đây là cáp sóng này. Và đây là chân pin này. Thì các bạn xong đến cáp màng này, và đây cáp sạc này. Và đây là cáp cảm ứng này. Và đây là cáp gì nhỉ? Camera này. Mình sẽ nhấc cái camera này riêng ra ngoài cho nó dễ làm nhé. Camera sau các bạn nhé. Và đây thì sẽ có một con ốc nhỏ này, thì mình sẽ vặn ốc này ra. Ốc này thì mình sẽ để riêng bên ngoài. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành là tháo cái main cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy rõ chưa? Đấy, các bạn thấy rõ chưa? Vâng, và đây là phần chi tiết main chiếc Oppo A3. Họ thiết kế rất là đơn giản nhé, rất là nhỏ gọn như các bạn nhỉ. Bên trong của bố mà thiết kế này là nói chung là họ thiết kế main này chuẩn lắm, bền lắm, ít khi bị lỗi lắm nhé. Và đây thì là cáp nguồn, và mình sẽ tiến hành nhấc ra. Ở đây sẽ có một cái là miếng sắt nhé, miếng sắt này để cho giữ việc nút nguồn tránh bị rơi ra ngoài nhé. Mình sẽ nhấc cái miếng sắt này ra ngoài. Các bạn nhớ miếng sắt này chưa? Mình đặt sẵn ở đây. Và đây thì là mình sẽ nhấc cái phần này là phần đi nhé. Cái phần này là cái phần cáp nguồn bên trong, thì mình sẽ tiến hành là gỡ và vứt đi luôn các bạn nhé. Mình sẽ tiến hành lấy cái dao mổ này, thì mình sẽ nhích cái này ra. Nói chung cái này hỏng thì mình sẽ vứt đi luôn nhé. Đấy. Nói chung cái đồ hỏng bỏ đi luôn nhé. Đấy. Như vậy thì mình đã bỏ ra thành công nhé. Và thì mình sẽ thật lấy cái nút này, nút mới này. Mình sẽ bóc hai cái phần lớp này ra xem. Đây, mình đây phần này thì mình sẽ tiến hành là gắn nó vào đây nhé. Đây, mình sẽ để vào đây và mình sẽ kéo nước nguồn xuống đây. Các bạn chỉnh là phải cân đối nhé. Thì đây độ keo các bạn chỉnh tuyệt đối, các bạn chỉnh là cân đối chút nhá, xuống đây nhá. Và bây giờ cái nút nguồn mới này xin miễn tiến hành lắp vào nhé, các bạn chỉ cài vào thôi là được. Các bạn bấm này có độ nảy tạch như là ok nhé. Và các bạn đến vào lên lượt đây thì mình sẽ là nhét cái nút này vào, lắp cái đốt nhựa để kê cái nút này đỡ bung ra nhé các bạn. Đó. Chứ bọn mình làm quen rồi, cảm giác này sẽ đơn giản hơn là các bạn chưa làm lần nào nhé. Nói chung là các bạn nào đang tập làm lần đầu thì các bạn cứ phải từ từ dần dần đấy nhé, chứ không được nóng vội đâu nhé. Đấy, bấm đây tay đạch nhé. Và tay đạch rồi xong thì bây giờ mình tiến hành sẽ lắp ráp main vào. Lắp main vào. Mà sẽ tiến hành là lắp cáp cảm ứng này và lắp cáp sạc này, cáp màn này, cáp pin vào, và mình sẽ lắp camera vào. Tiến hành lắp camera vào và lắp chân pin vào, chân đấy vào, anten để làm anten. Cái này quan trọng nhé, các bạn chỉ cần quên này thôi sẽ là mất sóng nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành cũng như là bấm thử và xem còn nút nguồn có lên tác dụng nhỉ.
Vâng, như vậy đã lên nguồn ok nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là lắp ráp lại các bạn xem nhé. Alo. Alo, alo. Alo. Alo, alo. Tôi muốn xem cho ghi cái địa chỉ nhà bán hiện tại cũng không? Em ở Hà Nội anh ơi, em ở Hà Nội ạ. Bán em ở Hà Nội ạ. Tôi ở Hà Nội nha, cho địa chỉ dân bán đi. Vâng, 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 để tí nữa em nhắn tin cho nhé. Tí nữa em nhắn tin đấy nhá. Mình sẽ tặng thời là mặt ba ốc này. Mình sẽ thử nút lại nguồn cho xem ok gì nhé. Quên mình không phải theo vòng. Đấy. Đấy, mình bấm thử lại nhé. Đấy. Rất là nậy nhá, rất là tạch tạch, rất là sướng nhá. Thì đang lên nguồn thì mình sẽ sạc pin cho các bạn luôn. Mình sẽ tiến hành vào con ốc vào nhá. Hoa gì đại ca? Chân sạc cái này chắc là nó là pin ra pin nó hỏng hay thế nào, hay là chân sạc ở nhà đến bỏ từ đây rồi chờ nó không không vào pin mà vào tí cái là hết pin, hay là cái pin là sao hỏng pin? Kiểm tra chờ tí. Alo. Alo. Alo, alo. Alo, alo. Anh đang gọi. Ờ anh bảo điện thoại tầm tiền mình gửi nhé. Tầm gì anh, tầm bao tiền anh? Ờ 1 triệu để nhiều rồi ạ. Anh xem video của em tối ngày hôm qua ấy. Xem video của anh qua. Vâng vâng, xem có con nào thì bỏ em. Alo. Alo, alo. Vâng, rồi ạ. Đây rồi, đây rồi. Thế bên anh cho con G7 thì em bán rồi, em bán rồi. Bán rồi ạ? Vâng, em bán hôm qua rồi. Bán bao nhiêu nhỉ? Hôm qua em bán 3 triệu 700. Đây. Vâng. Bảy lốc em không có, em không bán bảy lốc rồi. À? Em không có bảy lốc ạ. Không có. Vâng vâng. Thế thì mở 20, mở 10 bao nhiêu? Dạ. À? M20 à? Ừ. M20, M30 gì ấy? Em không có, em bán hôm qua em bán hết, lâu qua em bán hết rồi. Lâu qua bán hết rồi. Vâng vâng. Ở trên không có còn máy nào đợi có cao và tiền điện này? Dạ không ạ. Hôm qua mấy con này em chốt hết sách luôn. Ờ, chốt hết rồi. Vâng. Em cắm sạc thử sạc xem. Đấy. Cũng không lên gì à? Đấy, như vậy thì mình đã coi như là thay nút nguồn thành công nhé. Nhưng mà mình nhớ ra là mình lúc mình vặn xong mình quên mất một ốc main này. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng các bạn nhá. Thôi tí nữa mình tháo ra mình vặn lại sau nhá các bạn. Các bạn đấy nhá. Xin chào tất cả các bạn nhá.